Dạ, chúng con kính bạch sư, chúng con xin được đọc câu hỏi của hành giả Minh Sơn. Con hành thiền đã được hơn 2 năm. Con ngồi vào mỗi buổi sáng 2 tiếng. Thời gian đầu con không bị hôn trầm, nhưng từ năm thứ 2 trở đi, con hay bị rơi vào hôn trầm và con dường như dậm chân tại chỗ và không tiến bộ hơn được. Xin sư cho con lời khuyên để con có thể thêm nỗ lực tinh tấn hơn ạ. Con cảm ơn sư. Thì thực hành thiền mà mình thứ nhất là mình thực hành không đúng cái pháp, có thể là do mình thực hành không đúng cái cách thực hành, nó chưa đúng cho nên nó không có sự tiến bộ. Thì không có sự tiến bộ, nó không có cái sự hỷ lạc ở trong đấy, và mình cũng không biết cách thế nào để cho nó tiến bộ nữa. Vậy nên là có thể mình thực hành chưa đúng rồi, hoặc là mình chọn cái đề mục nó không phù hợp với cái căn tánh của mình, nó cũng không tiến bộ. Vậy thì mình cần phải thay đổi cái đề mục thiền đấy, hoặc là do cái môi trường mình thực hành nó không phù hợp, chú xứ không phù, nó không phù hợp, thời tiết, thực phẩm, rồi là hay là những cái người mà mình thân cận nó đều không phù hợp. Nói chung là mình chưa có được cái môi trường phù hợp thì sự tu tập đấy nó cũng sẽ không tiến bộ. Hoặc là mình không biết quân bình các căn, không biết khích lệ khi cần khích lệ, mà mình cũng không biết giữ cái tâm, điều chỉnh cái tâm cho nó phù hợp. Đấy thì nó đều là những cái nguyên nhân khiến cho cái sự tu tập không tiến bộ. Thì đấy, nhờ tự thực hành thì rất là khó. Mình cần phải đến một cái môi trường tu tập có để mà trình pháp thực tế hàng ngày cơ, thì mới tiến bộ được. Như là bây giờ mà, ví dụ như là bây giờ mà tu tập mà cứ thấy hôn trầm như thế là do mình chưa chú tâm vào cái đề mục thiền nó chưa đúng. Ví dụ cái người thực hành thiền hơi thở phải để tâm vào đúng cái hơi thở, ở cái vị trí của hơi thở, ở đúng cái điểm xúc chạm và nhận biết được hơi thở, chú tâm vừa phải, thì càng ngồi thiền mà cái chánh niệm nó càng mạnh, tỉnh giác nó càng cao, thì cái nó mới đúng. Còn nếu như cái người đấy bị phân tâm, chú tâm vào hơi thở nhưng mà nó lại bắt cả những cái cảm giác ở trên thân, rồi tâm nó bắt nhiều đối tượng một lúc, thì cái chánh niệm nó rất là yếu và nó sẽ không có cái sự tỉnh giác cao, cho nên là nó cũng sinh ra những cái hôn trầm. Thì phải điều chỉnh lại cái cách đó, mình chú tâm vào một điểm nhỏ, chú tâm vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, thì cũng có thể nó sẽ giảm bớt cái hôn trầm đấy đi.